Chào mọi người, đàn chó con hôm nay là được đã bước sang ngày tuổi thứ hai, đàn con của Loki và Sakuza. Hôm nay thì chó con khỏe lắm rồi. Chó mẹ thì được dùng cái Semil cộng tăng sữa của thú y Việt Đức. Cho nên là đến ngày thứ hai này thì sữa về nhiều lắm rồi. Chó con chỉ ti một tí là no thôi. No là ngủ đây này, ngủ trên ti. Đây cái Semil thì nó là cái này. Hotline của Việt Đức thì có hotline ở trên kênh YouTube của trại luôn đấy. Cái này là nó về sữa rất là nhanh, và nó còn đồng thời nó giúp con chó mẹ kháng viêm nữa, phòng viêm nhiễm sau sinh. Nào, nằm ra, cụ ra. Thôi kệ cho nó đi, nằm ra. Ngoan, nằm xuống. Ở cái giai đoạn này thì cũng phải bổ sung chibi với lại canxi cho chó mẹ. Giai đoạn cho con bú để cho con nó sẽ hút cái chibi này qua cái sữa mẹ, cái canxi này, cái canxi nano này. Còn cái chibi này thì bù là bù từ cái giai đoạn con chó mẹ nó bầu rồi. Đến giai đoạn này chăm con thì bù cái này nó cũng giúp cái con mẹ nó đề kháng tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn, cũng như bổ sung các cái chất cho con thì nó ăn qua sữa mẹ. Bổ sung cái này thì cho con nó rất là chắc. Đây để mình cầm một cái con chó con lên cho mọi người xem. Để cầm cái tên ngủ rồi như này nhá. Được. À, tên này có duyên ghê, chính là tên chấm trắng hôm trước bảo. À, hôm nay cho con rụng rốn rồi. Cho con nó rất là chắc, cầm nó rất chắc chó. Cái gái. Đây là nó đang buồn ngủ đấy nhỉ. Ti xong no cái ngủ luôn, ngủ ở trên bụng mẹ luôn, nhìn cái bụng của nó. Đây. Làm việc đi cho nó no đi, cho no rồi ngủ. Này là coi như là những con mà đẻ sớm nhất, là coi như là hôm nay là được tròn 48 tiếng là những con đẻ sớm nhất, còn lại thì chưa đủ 48 tiếng. Rồi cho con nhìn nó đã khác hẳn hôm đầu tiên đẻ ra rồi. Nó chỉ sau một ngày thôi. Sau một ngày là nó đã khác rồi, nó cảm giác nó cứng cáp hơn. Dài hơn cái lọ ấy này rồi. Đo từ đầu đến đây mà nó nằm, nó đang hơi rụt đầu đấy. Dài như gần như là hai cái lọ này. Lọ này không biết là bao nhiêu phân, chắc là khoảng tầm lọ này nằm khoảng tầm 12 phân. Ở cái giai đoạn này nếu mà như con chó mẹ này thì con chó mẹ thì dùng cái khoáng chibi, cho nên là
dùng khi tăng sữa cho nên là cho mẹ nhiều sữa. Đây, sang ti này để kiểm tra cái ti đấy xem nào. Đây là cho con nó đã bú rồi nhé. Tại sao còn cho con nó khỏe, cho mẹ nó không bị mệt là đấy, mà ai mà có chăm chó đẻ giống gì cũng thế thôi. Nếu mà trong trường hợp mà con mẹ mà nó thiếu sữa hoặc là chó mẹ nó đẻ nhiều thì tốt nhất là dùng cái Semil này, 300k một hộp, 350.000 một hộp. Một hộp dùng được cỡ độ khoảng tầm 3 lần con chó mẹ nó đẻ. Cái này của nó là dùng với chó rốt này thì dùng nó khoảng tầm 8 viên một ngày, 6 đến 8 viên một ngày. Hạn sử dụng của nó 2 năm, cái lọ này 150 viên. Tướng này ông ấy ti vừa một mình, còn một mình ông ấy ti mà ông vừa ti ông vừa ý kiến này. Tướng này, con này thì ngủ rồi, để nhường cái ti này cho ông tướng này vậy. Ở cái nhiệt độ này chăm chó là nhàn nhất, con chó nó không bị quá nóng, hơi se lạnh một chút, bật điện sưởi vừa khô chuồng. Em gái chào mọi người nhá. Đây, con này là đang thì tìm ăn ý kiến với nó. Nhấc nó lên để quay video là lấy ý kiến thế này đây. Chào. Yên mượn tí. Mượn tí nào. Thôi, mẹ cứ ngồi yên đấy. Quay video nó thôi chả làm gì cả. Lấy ý kiến kệ nó. Thôi chào mọi người nhé. Mẹ ý kiến này. Thôi nhá.